Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Converter. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho anh em một bộ PC đã được Alphard build sẵn với mức giá chỉ hơn 23 triệu đồng, phục vụ cho anh em nào vừa mới ra trường cần sắm một bộ PC tập trung nhiều nhất và hiệu năng, phục vụ cho nhu cầu làm cơ khí hoặc thiết kế vẽ 2D và một số ứng dụng liên quan đến 3D. Và đây là bộ PC đã được mình tối ưu sẵn, có tên gọi đầy đủ là PCIP Mona Lisa C. Với lĩnh vực cụ thể là vẽ vời, những công việc liên quan đến cơ khí và chuyển động vẽ 2D thì anh em thường sử dụng với những bộ công cụ của Autodesk, cụ thể là phần mềm AutoCAD và một số những phần mềm liên quan đến Blender. Thì với nhu cầu sử dụng rất rõ ràng và chi phí đầu tư cố định thì anh em sẽ nhận được những cấu hình tối ưu ra sao. Với những cái phần mềm như vậy thì chúng ta cần phải tập trung đến cái spec mà hãng yêu cầu và tối ưu được cái ưu tiên như vậy. Thì lựa chọn chuẩn chỉ hàng đầu nhất đó chính là lựa chọn một mẫu CPU càng mạnh càng tốt. Thì thông thường anh em mua CPU sẽ mua một lần và dùng lâu dài luôn và sẽ không cần mất thêm thời gian để có thể nâng cấp khi mà cái hiệu năng không đáp ứng được. Thì ứng cử viên nào tốt nhất để chúng ta có thể lựa chọn đó chính là một mẫu CPU cực kỳ mới của Intel, là CPU Intel Core i7-12700F. Lý do được mình lựa chọn là CPU này sẽ là một CPU có số lượng nhân rất lớn. Cụ thể ở đây là chúng ta đang có 12 nhân. Nếu mà chúng ta cần một phép so sánh thì CPU Intel Core 9 đời cũ chỉ khoảng 8 nhân và bây giờ với Intel Core i7 chúng ta đã có tận 12 nhân, và 12 nhân này được chia ra làm hai cụm nhân, một cụm nhân hiệu năng cao với 8 nhân và 16 luồng và một cụm nhân hiệu suất với 4 nhân và 4 luồng. Thì với cái lượng nhân được trang bị lớn và xung nhịp cao thì cái tổng thể khi chúng ta làm việc và trải nghiệm thực tế là rất mượt mà với những công việc vẽ vời. Tất nhiên là đấy, trong quá trình chúng ta bắt đầu vẽ thì sẽ mượt thôi, còn khi mà cái quá trình đã hoàn thiện đi vào những bước final rồi thì sẽ có những sự lãng nhẹ. Tuy nhiên thì đấy là điều hết sức bình thường trong quá trình sử dụng, bởi vì đấy là cách mà phần mềm hoạt động. Có một điều thú vị với CPU Intel Core i7-12700F đó là Intel vẫn tặng kèm thêm một quạt tản nhiệt stock dành cho CPU, và như mọi khi tản nhiệt stock của Intel dành cho CPU Intel Core i5 và Core i7 sẽ mang tính chất úp tinh thần là chính. Thế nên ở trong bộ PC được mình build sẵn ở đây thì mình sẽ đổi sang hệ thống tản nhiệt khí với 4 ống đồng để có thể tản nhiệt được cho CPU Intel Core i7-12700F trong một thời gian dài khi bạn sử dụng. Thì với những hệ thống tản nhiệt tháp, các bạn có thể thấy là cái spec, cái mức độ tiêu thụ điện năng của CPU cao nhất là 200W. Thế nhưng khi mà chúng ta sử dụng thì chắc chắn sẽ không thể đạt được cái mức 200W đâu. Thế nên những hệ thống tản nhiệt 4 ống đồng như này sẽ mang cái tính chất thực tế khi chúng ta sử dụng, chi phí đầu tư không quá cao, thế nhưng cái hiệu năng nhận lại vẫn rất tốt. Và để tiết kiệm được chi phí thì cái mẫu main được mình lựa chọn đây sẽ đáp ứng với các nhu cầu sử dụng thực tế nhất có thể. Và cái mẫu main được mình lựa chọn là ASRock B660 Pro RS, tối ưu nhất về chi phí và tính năng thực tiễn khi sử dụng. Các bạn sẽ có đầy đủ 4K RAM, 2K SSD tiêu chuẩn, thậm chí là khe SSD được trang bị thêm một tấm heat sink nhỏ nhắn để có thể tản nhiệt cho ổ SSD. Và mình sẽ cắm luôn vào đây một ổ SSD 500GB đến từ Kingston NV1, rất thoải mái để chúng ta có thể lưu trữ những phần mềm và ứng dụng. Tất nhiên thì để các bạn lưu trữ được dữ liệu khi mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài, bạn vẫn nên đầu tư thêm một ổ HDD nữa, tối thiểu là 1T, còn nếu mà tiêu chuẩn nhất thì sẽ khoảng là từ 3 đến 4TB để có thể sử dụng khoảng vài năm thoải mái nhất. Về thành phần về RAM được mình lựa chọn sẽ là 2 thông RAM với tổng dung lượng là 16GB. Dung lượng RAM quốc dân mà bất kỳ ai build PC cũng đều hướng tới. Tất nhiên thì một số những phần mềm yêu cầu cái lượng RAM cao hơn thì các bạn có thể lựa chọn và cắm thêm tùy theo mục đích sử dụng. Riêng về thành phần VGA thì mình vẫn sẽ lắp thêm một mẫu card họa, đó chính là GTX 1650. Lý do bởi vì là một số những phần mềm liên quan đến AutoCAD hoặc Blender vẫn sẽ tận dụng những cái hiệu năng của card họa để có thể tăng sự mượt mà khi mà chúng ta làm việc. Đôi khi chúng ta làm việc xong chúng ta vẫn cần một cái chút gì đó giải trí nhẹ nhàng và vui vẻ, thì với GTX 1650 sẽ là phù hợp nhất, không gây lãng phí trong quá trình sử dụng nhưng vẫn có thể đủ để chúng ta trải nghiệm những cái tựa game online. Bộ nguồn được mình trang bị ở đây sẽ dựa theo công suất tiêu thụ. Với CPU Intel Core i7-12700F thì mình sẽ lấy luôn công suất tiêu thụ cao nhất mà mẫu CPU đạt được, quanh quanh khoảng chừng 200W điện. GTX 1650 thì sẽ tiêu thụ khoảng chừng 75W điện, thì cộng thêm hệ thống nữa thì bộ nguồn mình sẽ lắp luôn vào đây là bộ nguồn có công suất là 500W, đủ để cung cấp toàn bộ điện dành cho hệ thống PC. Còn cái thành phần vỏ case được mình sử dụng cũng rất rộng rãi để sau này các bạn có thể lắp thêm những cái ổ HDD hoặc là lắp thêm nhiều quạt RGB giống như mình. Chuyển sang cái phần trải nghiệm một chút liên quan hiệu năng thì cái bộ công cụ mình biết cách sử dụng ở đây là AutoCAD. Thì với AutoCAD ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một file 2D, những cái project phác thảo và những cái tòa nhà, hoặc là mình sẽ bố trí những cái bàn làm việc thì mình đã copy thêm một vài lần nữa để trong quá trình sử dụng thì sẽ sát thực tế nhất. Và những cái thao tác zoom in zoom out thì rất là dễ dàng, đôi khi là sẽ bị lãng nhẹ một chút khi các bạn xoay và chuyển động. Cái này thì là do phần mềm thôi chứ không phải là CPU không đủ mạnh để có thể gánh được những cái project liên quan AutoCAD. Các bạn có thể vẽ bởi vô cùng đơn giản. Chuyển sang với Blender, mình sẽ lưu ý một chút đối với những bạn nào mà thường xuyên sử dụng để render
thì các bạn nên update lên Windows 11 để có thể tận dụng được hết hiệu năng của CPU. Còn nếu mà muốn sử dụng mượt mà thì hoàn toàn có thể dừng lại ở Win 10. Lý do bởi vì Win 11 bây giờ các bạn nếu mà cài lên cũng khá là hên xui. Bạn nào mà biết cài thì sẽ vô cùng mượt mà, còn những bạn nào mà không biết cài thì sẽ hơi lag một chút. Thì với Blender thì đây là phần mềm thì có thể tận dụng được tốt hiệu năng của cả CPU lẫn GPU. Thế nên trong quá trình render mà preview trực tiếp thì mức FPS các bạn có thể được trông thông qua cái project của mình sẽ là khoảng 15 FPS. Tất nhiên thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái project bạn có nhiều chi tiết hay không. Đôi khi sẽ bị drop FPS xuống chỉ khoảng 10 FPS thôi, nhưng đấy vẫn là mức mượt mà so với mức chi phí đầu tư là hơn 23 triệu đồng. Đối với Photoshop thì việc xử lý những cái thao tác với file landing page nặng gần 2GB theo như mình thấy là vẫn rất mượt mà. Nói chung là CPU Intel Core 7 12700F cực kỳ thoải mái để dành cho nhu cầu Photoshop rồi. Thậm chí một số người sử dụng Photoshop ở một số công ty họ chỉ dừng lại ở Intel Core 5 đời cũ thôi. Mà đấy là tất nhiên là các bạn sử dụng đúng cách nhá. Nhét cả đống file vào xong copy hết từ cái này sang cái kia xong bảo lag và tại CPU thì không phải đâu. Sau khi làm việc thì chúng ta cũng cần phải giải trí nhẹ nhàng một chút. Thì với cấu hình là bộ PC Mona Lisa C mình đang build sẵn ở đây hoàn toàn ổn để anh em có thể chơi những cái tựa game cơ bản ở trên độ phân giải 2K luôn. Tất nhiên là những cái tựa game online nhẹ nhàng. Các bạn không tin đúng không? Game cơ bản thì vô cùng nhẹ thôi. League of Legends hay Liên minh huyền thoại thì mình test ở đây là độ phân giải 2K thì cái mức FPS mà đạt được vẫn rất tốt, khoảng hơn 150 FPS khi chúng ta làm một combat, còn khi chúng ta di chuyển hoặc là chơi bình thường sẽ là hơn 200 FPS. CS:GO thì vẫn như thường lệ vẫn không cho hiển thị thông số, nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể quan sát được mức FPS. Thì cái mức FPS đạt được trung bình sẽ dao động từ 100 cho đến 200 FPS trong suốt quá trình chơi. Một tựa game online nữa đó chính là về phần Valorant. Thì đây là một tựa game online quá nhẹ, thế nên dù mình có chơi game trên độ phân giải 2K thì cái mức FPS đạt được vẫn rất cao, là khoảng hơn 200 hoặc thậm chí là 300 FPS. Và mình cũng sẽ giải thích lý do tại sao mà mình sử dụng màn hình 2K. Với những bạn làm việc liên quan đến vẽ vời thì việc sử dụng một màn hình có cái chất lượng hiển thị tốt này, độ phân giải cao sẽ giúp cho cái thao tác vẽ vời và nhìn chi tiết của bạn được tốt hơn. Và mình sẽ khuyến khích các bạn sử dụng những cái màn hình có cái chất lượng cao một chút. Nếu mà chỉ dừng lại ở màn hình Full HD thì cũng không sao. Thông thường thì màn hình 24 inch thì Full HD, nhưng mà khi chúng ta sử dụng màn hình cao hơn từ 27 inch trở lên thì đều nên sử dụng những màn hình từ 2K. Hoặc thậm chí các bạn nào mà check spec trên trang chủ của hãng, họ còn ghi luôn là màn hình tiêu chuẩn là 4K. Cơ mà nếu mà sử dụng 4K để mà vẽ vời các thứ đầu tư như vậy thì hơi đắt, thế nên dừng lại ở một màn hình 2K là tốt nhất. Và các việc giải trí với cái màn hình 2K cũng đem lại cho chúng ta cái sự thoải mái nữa, nhìn cái cảnh vật và chi tiết được nét hơn. Và cái màn hình được mình mang vào test ngày hôm nay có tên gọi là LG 27GP850, một màn hình của LG với tần số quét là 165Hz. Và đường link của toàn bộ những cái sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Và hãy nhớ bộ PC Mona Lisa C được mình build sẵn ở đây ngày hôm nay sẽ có chi phí các bạn mang về và sử dụng luôn là 23 triệu đồng.